Vâng, và hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục với series ARK thì như các bạn đã thấy trên tiêu đề thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi hang Hunter để kiếm bình X10 nha các bạn. Thì như các bạn được biết thì chúng ta việc tem thu của chúng ta thì mất rất là nhiều thời gian, nhất đặc biệt nhất là khi chúng ta chơi ở chế độ khó như thế này, hardcore thì cái tốc độ mà teming thú thì nó rất là lâu nha các bạn. Bởi vì vậy mà chúng ta còn phải có những cái bình hỗ trợ tem nhanh. Thì trong cửa hàng thì nó có bán cho các bạn là bình X3 và X15, mà các bạn là phải có amber thì các bạn mới mua được. Nhưng mà bình X3 thì các bạn tốn là 10 amber. Nhưng mà khi mà mình tem nhiều thú quá thì kiểu như là mình phải mua amber rất là nhiều, nên là các bạn khó lòng mà tích đủ. Như bây giờ thì mình sẽ đi hang để kiếm bình X10 tem thú rất là dễ nha bạn. Điều các bạn cần có chính là một con sói, thì việc tem sói cũng rất là dễ dàng. Thì ở clip trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách tem sói rất là dễ rồi. Khi các bạn tới khu vực sông như thế này này, đây các bạn bay cặp theo cái này, các bạn đi thẳng vô, các bạn thấy đây đó, các bạn đi thẳng vào trong cái đường hẻm này, đường như thế này, một cái chỗ khe núi như thế này, các bạn đi thẳng vào đó. Nhìn ở phía tay phải thì ở đây là hang Hunter nha các bạn. Thì việc đi hang này rất là dễ nếu mà các bạn có sói. Chết rồi, mình quên làm đuốc rồi bạn ạ. Để mình xem mình làm có thể làm được một cây đuốc hay không. Ok, thì mình đã làm được một cái đuốc rồi. Cái đuốc rất là dễ chứ đâu quá khó khăn gì đâu. Thì con sói của mình á, thì mình đã cho nó vào hang sẵn ở trong đây rồi nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy trước mặt đây nó. Con sói của mình thì nó đã level 374 rồi, đam của nó rất cao và máu của nó cũng rất là trâu rồi các bạn ạ. Việc đi hang này rất là đơn giản thôi chứ không có gì khó cả. Thì bây giờ các bạn chú ý cách của mình đi hang nha các bạn. Thì việc đi hang của mình á, thì mình bây giờ dư rất là nhiều thịt và da và chi tin rồi, nên việc đi hang của mình là chỉ cần đi nhanh là được. Đây các bạn đi thẳng, thì khúc này là chỉ có một đường đi xuống vậy thôi. Đó, các bạn cứ đi theo cái đường mòn của nó mà thôi, không cần phải đi như thế nào cả. Đó, việc đi rất là dễ. Các bạn đi xuống như thế này. Đó, tới khu vực này nha các bạn. Các bạn để ý đây là khu vực ngã ba nè. Phía bên tay phải của mình á là quái rất là nhiều luôn. Còn phía bên đây á là hướng xuống chỗ mà lấy tượng nha các bạn. Thì các bạn quẹo trái cho mình nha. Các bạn đến ngã ba đầu tiên là bạn quẹo trái nha. Nếu các bạn nào chưa biết thì nhớ là quẹo trái đó. Các bạn quẹo trái xuống tới đây này. Đây các bạn thấy một vùng cỏ như thế này nè. Thường thì ở đây sẽ có xuất hiện vài quái, nhưng mà ở đây thì hiện tại thì không. Các bạn quẹo quanh trái cho mình luôn. Các bạn thấy một cái vực như thế này, các bạn nhảy xuống đại cho mình đi, không sao hết cả. Đó, mình thấy có vài con bò cạp ở dưới đó. Đó, hai con rết ở đằng xa nữa kìa, các bạn thấy không. Đó, các bạn phải là luyện của con sói của mình cho nó lên cấp cao cao tí và máu nó trâu tí nha các bạn. Nè, đó, rết level 100 luôn ấy. Con sói của mình thì nó đã luyện tới cực đỉnh rồi. Con rết này thì nó không có tuổi đâu. Đó, các bạn cứ tiếp tục đi thẳng cho mình, đi thẳng nha. Và tới một cái hang nhỏ như thế này nè. Đó, thì các bạn đã hết không thể nào mà có thể đi sói vào được nữa, nên bây giờ bắt buộc các bạn là phải đi đi không nha các bạn.
như thế này đó, thì chúng ta chỉ cần lấy tượng mà thôi. Mình sẽ chụp một tấm ảnh để làm ảnh nền video nha các bạn. Ok, thì việc lấy tượng này rồi cũng rất là dễ. Ở khu vực tượng này thì nó sẽ không có quá nhiều đâu các bạn ạ. Cái yêu cầu cần thiết ở đây á là các bạn phải có một con sói đủ khỏe để có thể mà lấy tượng, đi vào hang mà lấy tượng nha bạn. Ok, thì các bạn giờ mình lại lấy tượng thôi. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần việc đi ra. Đi ra thì cũng khá là dễ thôi. Đây các bạn nhồng ra cho mình. Đây các bạn thấy cái đường lên trải phía bên tay phải của mình này là cái chỗ mà hồi nãy chúng ta đã nhảy xuống ấy. Hiện tại thì chúng ta không thể mà đi nữa nên các bạn cứ đi bên tay trái. Đó. Khu vực này quái rất nhiều nha bạn. Đâu ta? Đây. Các bạn cứ chạy đi cho mình, không cần farm đâu. Thí dụ mà các bạn nào muốn farm cấp hay gì đó, thì các bạn hãy dừng lại các bạn farm nha. Đó, các bạn cứ đi theo đường mòn như thế này thôi. Vâng, và các bạn đã trở lại cái vị trí mà nãy chúng ta đi rồi này. Đó, bây giờ các bạn đi lên. Nó lại tiếp tục đến cái ngã ba này nha các bạn. Thì các bạn nhớ là rẽ qua cái đường mà không có sáng đèn màu xa, sáng ánh sáng màu xanh nha các bạn. Cái đường ánh sáng màu xanh này là quái rung động rất là nhiều luôn á. Rồi. Đó, việc đi hang rất là đơn giản, các bạn đâu có cần phải làm gì quá nhiều đâu. Hiện bây giờ mà các bạn có một con sói mà hơi khỏe thôi thì các bạn vẫn có thể mà đi hang rất là bình thường. Chứ không có cần phải là rất khỏe hay là trâu gì cả. Đó. Đó. Đó, giờ thì mình đi lên thôi. Để con sói dưới đi. Đó. Ok. Bây giờ thì chúng ta đi đổi thoa tượng thôi các bạn ạ. Nếu các bạn nào chưa biết thì cái tượng của bạn, các bạn đang thấy đi. Cái tượng của bạn là có cái kiểu như là có một tí màu xanh thì các bạn phải đổi ở trụ xanh nha các bạn. Cái xác suất ra bình X10 ở trụ xanh này là rất là cao luôn ấy. Khoảng mình nghĩ là khoảng 90% là các bạn sẽ được bình X10. Còn hai món đồ còn lại là các bạn nhận được bản vẽ giáp da hoặc là giáp chitin, hoặc là bản vẽ đồ farm như là cúp hoặc là cái rìu hoặc là cái cuốc nha các bạn. Các bạn nếu mà các bạn đi thường á thì mình nghĩ là các bạn vừa đi hang vừa đổi tượng luôn á là các bạn chưa tới là 6 phút luôn á, nên nghĩ như vậy. Nè, như mình từ ngay cái chỗ mà hang đó đó, mình đi xong nè. Mình vừa đi mình vừa hướng dẫn các bạn xong rồi mình qua tới khu vực đổi tượng như thế này thì vừa đúng là 6 phút mấy giây luôn á. Đó. Các bạn vào tượng nhưng mà các bạn vào đổi cho mình nha. Ok. Ok, sẽ ra gì đây này? Ôi, thật là thiếu may mắn mà các bạn ạ. Thì lần này thì sẽ không có bình X10 nhưng mà mình chắc chắn với các bạn là lần sau có thể là có bình X10 nha các bạn. Vì khu hang Hunter này các bạn đi đổi rất là nhiều bình X10. Mình đã đi đổi rất là nhiều lần luôn á. Tại khu vực ngay chỗ của mình á thì trong cái rương thì đã có khoảng là 5-6 bình rồi các bạn ạ. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn nào cảm thấy hay thì hãy nhớ để lại cho mình một like và hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.